chào quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại xưởng sản xuất của công ty nội thất Sơn Đông. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn lắp chiếc giường được làm bằng gỗ sồi. Đây, trước tiên chúng ta sẽ lắp những con bù lon vào để cho dựng thành giường. Đây mình gài cái đầu bù lon vào bốn góc của thành giường và đuôi giường. Tiếp theo thì chúng ta dựng vai giường lên. Giường này thì làm theo kiểu phong cách của Nhật Bản, rất là lắp ráp rất là dễ dàng và nhanh chóng. Chúng ta có thể lắp cái giường này trong vòng 5 phút. Đây chúng ta là bắt anh Tán vào để giữ lại thành giường. Đây. Lưu ý là các bạn nên để cho giường chúng ta ngay đầu giường và đuôi giường thẳng hàng với nhau thì mình mới có thể lắp được. Sau khi lắp thành giường xong rồi mình lắp thang giường. Thang giường ở đây thì mình có 5 cây, mình cứ chia đều ra các vị trí đặt lên. Rồi đặt thang giường lên. Lưu ý là chúng ta đặt cái phần cao ở lên trên. Trên đây phần cao, đây phần thấp, đây phần cao mình đặt lên để nó giữ cho cái mặt giường chúng ta chắc hơn. Nếu cái giường đầu giường và đuôi giường ngay rồi thì chúng ta sẽ đặt được cái vạt giường nó vào khớp, nó không có bị lên. Nếu mà giường chưa có thẳng hàng thì hai cái vạt nó sẽ kinh vào nhau. Đây, chúng ta đã lắp sẵn thành xong cái giường chưa đầy 5 phút, rất là đơn giản. Vì nhớ lưu ý là vạt giường phải thẳng, không là vạt giường sẽ bị vênh với nhau. Đây là quen. Khi nó bị so ke thế này. Nó thẳng hàng nữa. Cái này qua kia, để góc chéo. Phải thẳng hàng, phải chỉnh lại cái đuôi giường. Phải thẳng lại cái đầu. Ok. Giờ mình thử ngồi lên để cảm nhận cái thành quả của mình. Cái giường lắp rất đơn giản, ai cũng có thể làm được. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video hướng dẫn lắp cái giường gỗ xoài của công ty chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.